Xin chào tất cả các em học sinh. Trong buổi học hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 môn toán 7. Đề gồm có 5 bài. Bài số 1. Điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh một lớp 7 tại một trường trung học cơ sở được cho trong bảng tần số sau. Đây là bảng tần số này. Cái dòng trên là điểm số, dòng dưới là tần số. Gồm có 3 câu hỏi này. Câu A là dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Câu thứ hai là có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu nè? Câu C là tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng. Có nghĩa là tính x trung bình đó. Câu A. Giải câu A trước nè. Câu A. Câu, câu A để hỏi là dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Thì ở đây dấu hiệu điều tra là gì? dấu hiệu điều tra là điểm kiểm tra một tiết điểm kiểm tra một tiết đúng không điểm kiểm tra một tiết này môn toán đúng không điểm kiểm tra một tiết môn toán của mỗi học sinh của mỗi học sinh uh, một lớp 7 được chưa dấu hiệu là gì dấu hiệu là dấu hiệu dấu hiệu điều tra đi dấu hiệu điều tra đúng không dấu hiệu điều tra dấu hiệu điều tra chấm hai chấm này Cái mặt móc này dấu hiệu điều tra là điểm điểm kiểm tra điểm kiểm tra một tiết dấu hiệu điều tra là điểm kiểm tra một tiết Mong toán môn toán của mỗi học sinh. của mỗi học sinh một lớp 7, nhớ chưa? Một lớp 7 thôi này, giờ. chú ý này. Một lớp 7. Một lớp 7 nghe chưa? Giáo thì điều tra là điểm kiểm tra một tiết môn toán của mẫu học sinh 1 lớp 7. Giờ giải câu B này Là xong câu A rồi ta câu B này Câu B là có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Có có nghĩa là có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra đó? Có bao nhiêu? Thấy 40 không? giờ chưa? Nào lớn 40 giờ Thì có 40 học sinh làm bài kiểm tra thôi. Ấy thứ nhất có hai ấy giờ, Câu B có hai ấy. Họ hỏi là có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Thứ hai là số các giá trị khác nhau có này 40 học sinh có 40 học sinh Lòng kiểm tra ý thứ hai là số các giá trị khác nhau thì chúng ta thấy này số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Có 8 giá trị khác nhau. Vậy trả lời là có 8 giá trị khác nhau. Được chưa? Rồi tới câu C. Câu C này. Câu C đề hỏi này. Câu C là đề hỏi là tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng. Câu C cũng có hai ấy. Cái thứ nhất này. Đề hỏi là mốt của dấu hiệu. Vậy mốt của dấu hiệu là mấy? Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất, đúng không? Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất. Có nghĩa là đây là giá trị tóm này có tần số lớn nhất là mấy? Là 11, thấy chưa? Giá trị tóm có tần số lớn nhất là 11 vậy thì mốt của dấu hiệu chính là gì là tám, Chưa? mút của dấu hiệu là bao nhiêu là 8 nha yeah. Mốt của dấu hiệu chính là số 8. thứ hai ấy thứ hai số trung bình cộng có nghĩa là chúng ta tính x trung bình đó số trung bình cộng này số trung bình cộng số trung bình cộng là x trung bình sao bạn rồi bây giờ chúng ta lấy này lấy x một nhân nào một thấy chưa x 1 nhân là một này thấy không x 2 nhân là hai lấy x1 nhân là 1 cộng x2 nhân là 2 cộng x3 nhân là 3 cộng x4 nhân là 4 cộng x5 nhân là 5 cộng x6 nhân là 6 cộng x7 nhân là 7 cộng x8 nhân là 8 chia tổng cho n lớn là 40 đó, là sao và trong tình trình bài này thứ nhất là chúng ta lấy là 3 nhân cho cho 1 3 nhân 1 nè. 3 nhân 1 cộng cho mấy? Cộng cho 4 nhân 2. Đúng không? 4 nhân 2. Cộng 4 nhân 2. Cộng cho 5 nhân 7. Được chưa? Cộng cho 6 nhân 8. Cộng cho 7 nhân 5. Cộng cho 8 nhân 11. Cộng cho 9 nhân 4 và cuối cùng cộng cho 10 nhân cho 2. Được chưa? Đó. 3 nhân 1 cộng 4 nhân 2 cộng 5 nhân 7 cộng 6 nhân 8 cộng 7 nhân 5 cộng 8 nhân 11 cộng 9 nhân 4 cộng cho 10 nhân cho 2. Tất cả đem chia cho 40. Chia 40 nghe nha. Chia 40 này. Vậy thì chúng ta tính được là x trung bình sẽ bằng gì đây? Ta dùng máy nghe chưa? phần này tử thì chúng ta ghi gì đây 3 nhân 1 cộng cho 4 nhân 2 chúng ta ghi luôn đi cho dễ này 3 nhân 1 ba 3 rồi, là thấy chưa 4 nhân 2 bằng 8 này 3 cộng 8 này 5 nhân 7 là 35 cộng cho 35 này 6 nhân 8 là 48 cộng cho 48 này 7 nhân 5 là 35 cộng cho 35 8 nhân 11 là 88 cộng 88 nè 9 x 4 là 36 cộng 36 10 x 2 là 20 cộng cho 20 Tất cả đem chia cho 40 Thì nó bằng là 6 6,825 Được chưa Ít trung bình là bằng 6,825 Và chúng ta đã xong bài 1 Tiếp theo là bài số 2 Bài số 2. Thu gọn và tìm bậc của các đa thức sau. Người ta yêu cầu là thu gọn nha và tìm bậc. Nghĩa là chúng ta làm hai ấy. Mỗi câu làm hai ấy. Ấy thứ nhất là thu gọn, ấy thứ hai là tìm bậc. Câu A này, giải câu A trước này, câu A. A lớn bằng 2x mũ 3 nhân y ta có đem nhân cho -3x xe bàn nhân hai đơn thức thì chúng ta lấy hệ số nhân nhau này, rồi có cái đẳng thức đồng dạng nhau với nhau. Vậy thì 2 nhân trừ -3 trước, đúng 2 nhân với trừ -3 này. Đóng mặt vuông lại được chưa? Rồi sau đó gì đây? x mũ 3 và x đồng dạng thì chúng ta lấy x mũ 3 nhân cho cho x rồi y với y đồng dạng chúng ta lấy y nhân y đóng ngoặc hay lại được chưa mở ngoặc đóng ngoặc được chưa sao bạn đây 2 nhân trừ 3 là trừ 6 x mũ 3 nhân x là bằng x mũ mấy lấy 3 cộng 1 đúng không là x mũ 4 a nhân a có nghĩa là lấy a 1 lấy, lấy 1 cộng 1 đúng không a nhân a chính là bằng y 1 a cũng mũ 1 cộng 1 nghĩa là bằng y mũ 2 được chưa nói chung là a nhân a là bằng a bình vậy thì chúng ta thu gọn được đã thức a sẽ là bằng trừ 6 x mũ 4 y 2 y mũ 2 vậy người ta yêu cầu là thu gọn và tìm bậc thu gọn xong rồi và tìm bậc đúng không bậc nó chính là chúng ta lấy 4 cộng 2 a có bậc là mấy là 6 đúng chưa 4 cộng 2 bằng 6 a có bậc 6 vậy là xong xong qua làm như giải của b này câu b thì b bằng trừ 1 phần 16 x bình phương y bình phương tất cả đem nhân cho 4 x mũ 3 tất cả đem nhân tiếp cho 8 x y thì chúng ta hãy nhân hệ số với nhau hệ số là trừ 1 phần 16 này đem nhân cho 4 này tự nhân cho 8 đúng không tiếp tục phần biến này phần biến là x bình x mũ 3 với x Để x bình nhân cho x mũ 3 này nhân cho x tiếp tục là y bình nhân cho y và giấy thì khỏi nhiệt khỏi đóng ngoạc nha chưa giấy là do là nó một mình thôi khỏi đóng ngoạc nha nó nhận cho giấy rồi giờ này tính nè 4 nhân 8 là 32 32 nhân trừ 1 là trừ 32 trừ 32 chia cho 16 là bằng trừ gì trừ 2 được chưa trừ 2 rồi, x mũ 2 nhân x mũ 3 nhân x, x thì chúng ta lấy là 2 cộng 3 cộng cho 1 thì bằng x mũ mấy x mũ 6 y bình nhân y thì chúng ta lấy 2 cộng 1 chúng ta áp dụng công thức này nè. a mũ m nhân cho a mũ n bằng a mũ m cộng gì cộng nà vậy thì y chính là y mũ 1 phải là lấy 2 cộng 1 là 3 còn cái này là lấy 2 này, cộng 3 cộng 1 vậy? thì chính là y mũ 3 nha. nhân cho giấy bước tiếp theo chúng ta phải trách lại là đa thức b có bạc máy bạc máy ra bậc 6 cộng 3 cộng 1 là bằng mấy? Bậc 10. Vậy thì B đơn thức B là B đó. B có bậc gì? Bậc 10 nghe Bậc 10. Tiếp theo chúng ta giải bài số 3. Bài số 3 này. Bài số 3 là người ta yêu cầu là cho đa thức MX bằng x bình cộng 2x trừ 3 Câu A là tìm giá trị của mx khi x bằng trừ 2. Câu B là tìm nghiệm của đa thức mx. Câu A này, giải câu A đứa này. Tính giá trị của mx khi x bằng trừ 2. Thì chúng ta thay x bằng trừ 2 vào mx là sao? Khi x khi x bằng trừ 2 thì suy ra em m m x thì chúng ta thấy x bằng 2 vào đây thì m 2 này sẽ bằng x thay bằng 2 thì hai bình phương cộng cho 2 nhân cho 2 trừ cho 3 hai bình phương là 4 2 nhân 2 là 4 cộng 4 trừ 3 vậy thì 8 trừ 3 là còn nhiều À, cho này xin lỗi chỗ này -2 này -2. cái này trừ hai nha Chỗ này trừ hai này trừ hai nha nhân với trừ hai này Và trừ bốn nha chỗ này trừ bốn đúng không trừ bốn vậy là hai bình trừ hai tất cả bình phương cái này trừ hai đúng không hai trừ hai nha cứ trừ, trừ hai như thế này x bằng trừ hai chỗ này x thay bằng trừ hai là trừ hai tất cả bình phương cái này thay bằng trừ hai là cộng hai nhân trừ hai trừ ba và thì trừ hai tất cả bình phương là bằng 4 hai cộng hai nhân trừ hai là bằng trừ bốn và trừ 3 thì 4 trừ 4 bằng 0 trừ 3 kết quả là bằng trừ 3 nha kết luận vậy vậy nha khi x bằng trừ 2 thì giá trị của mx bằng bao nhiêu? Bằng trừ -3, được chưa? Khi x bằng trừ -2 thì giá trị của mx là bằng trừ -3. Câu B. Câu B người ta yêu cầu là tìm nghiệm của đa thức. Muốn tìm nghiệm của đa thức thì chúng ta cho cái đa thức là bằng 0. Được chưa? Hay là xét đa thức bằng 0. Thầy xác xét mx bằng 0. mx chính là cái gì? mx chính là x bình phương cộng 2x trừ 3 tương đương với x bình phương này cộng 2x trừ 3 bằng 0. Cái này tương đương. Bây giờ thầy sẽ tách ra, được chưa? Chỗ này nó có trừ 3 đúng không? Giờ thầy tách chỗ này là 3x tách thành 2 x tách thành 3x trừ x. Vậy là tương đương là x bình phương này cộng cho 3x trừ cho x trừ 3. Có nghĩa là thầy tách 2x thành 3x trừ x để nó ló được số 3. Đúng không? Có số 3 chưa? Chẳng nhau số 3 này. Để chúng ta đạt nhân tích chung. Này tương đương tiếp tục này. Thầy sẽ nhóm x bình phương với trừ x. Nhóm x bình phương với trừ x. Như chưa? Rồi tiếp tục nhóm là 3x với trừ 3. X bình phương với trừ x thì chung như đây chung x được chưa x bình phương chính là x nhân cho x trừ x chính là cộng x nhân cho trừ 1 chúng ta áp dụng công thức phân phối của phép nhân đối với cộng thì chúng ta có là x trong ngoài này ở trong sẽ còn x trừ mấy trừ 1 thấy chưa và cái này sẽ tương đương như đây x nhân cho x trừ cho một còn cái này chung là chung là 3 thì còn x trừ 1 áp dụng tính chất phân phối của phép, của phép nhân đối với phép cộng nhé chưa tiếp tục chúng ta lại làm gì đây này nó cũng tiếp theo chúng ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép, phép, cộng lần lần thứ hai thì đây là ax a ab cộng cho ac thì chúng ta có là a ra ngoài là x 1 này nhân cho b cộng c được chưa đây là, là x cộng cho 3 Đây là phương trình tích. Thì um, a nhân b bằng 0 thì chúng ta có là a bằng 0 hạt b bằng 0. Nó sẽ tương đương như đây. Tương đương với x trừ 1 bằng 0 hoặc x cộng 3 bằng 0. Nó sẽ tương đương x bằng 1 hạt x bằng trừ 3. 3 chuyển sang phải là bằng trừ 3. 1, trừ 1 chuyển sang phải là bằng 1. Vậy đa thức của chúng ta có mấy nghiệm? Có hai nghiệm là x bằng 1, x bằng trừ 3. Kết luận. Vậy đa thức. Đa thức. Vậy đa thức mx có hai nghiệm. Là x bằng 1 và x bằng gì? Trừ 3. Tiếp theo là bài số 4. Bài 4. Cho các đa thức sau. Đa thức phi x bằng x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng 3x trừ 2. Đa thức quy x bằng trừ x mũ 3 trừ x bình trừ 5x cộng 2. Câu A. Tính bx cộng quy x Câu B là tính BX trừ QX. Câu C là tìm nghiệm của đa thức HX biết HX bằng BX cộng QX. Câu A là giải của A trước này. Ta có BX cộng cho QX sẽ bằng BX thì ta ghi gì đây. BX chính là X mũ 3 cộng 3X bình cộng 3X trừ 2. Chúng ta mở ngoặc ra ngay cho. X mũ 3 này. Cộng cho 3X bình phương này. Cộng 3X. Trừ cho 2. Cộng QX. QX chính là trừ X mũ 3 trừ X bình phương trừ 5X cộng 2. Phải cộng với trừ X bình phương này. À, trừ X mũ 3 này. Trừ X bình phương này trừ 5x nè cộng cho 2 thì nó bằng cái này bằng đi bằng chúng ta giờ bỏ ngoặc nha bước tiếp theo chúng ta bỏ ngoặc x mũ 3 này cộng cho 3x bình phương cộng cho 3x cộng cho 2 Lưu ý là khóa ngoặc mà trước ngoặc có dấu trừ thì đổi dấu toàn bộ bên trong, còn dấu cộng thì thôi. Và cái này vẫn giữ nguyên cho, vẫn trừ x mũ 3 này. Trừ x bình phương này. Trừ cho 5x này. Cộng cho 2. Sau đó chúng ta nhóm những cái đơn thức đồng dạng lại với nhau. Vậy thì x mũ 3 với x mũ 3 đúng không? Đồng dạng với nhau này, chúng ta nhóm lại này, này. x mũ 3 nhóm với gì? Với trừ x mũ 3. Tiếp theo là gì đây? 3 x bình phương mới trừ x bình phương phải cộng cho 3 x bình phương này trừ x bình phương lưỡi là đóng mặt dùm thầy nha nhóm lại nha tiếp theo là gì đây 3 x mới trừ 5 x cộng cho 3 x này trừ cho 5 x này tiếp theo là phần hệ số cái này là 2 cái này là 2 đúng không và cộng cho 2 cộng 2 được chưa x mũ 3 mà trừ x mũ 3 là hết rồi bằng 0 3x bình phương mình trừ cho x bình phương là còn 2x bình phương. 3x trừ 5x là bằng trừ 2x. À cái này nhầm rồi, à. chỗ này là chỗ này là số mấy? Chỗ này là số trừ 2 các bạn thấy chưa? Đúng không? Trừ 2 thì cộng 2 là sai rồi. Trừ 2 chưa? là cái trừ 2 này. Chỗ này sẽ là trừ 2 cộng 2. Được chưa? Trừ 2 cộng 2 bằng 0 rồi. Vậy thì chúng ta có là vậy cái luận này vậy nè bx cộng cho qx x thì nó bằng gì đây bằng 2x bình phương trừ cho 2x tiếp theo chúng ta giải câu b câu b này câu b là yêu cầu tính phê x trừ qx. x thì ta có này ta có phê x trừ cho qx. x thì nó bằng gì đây bằng như này đây px là x mũ 3 cộng cho 3x bình phương cộng cho 3x trừ cho 2 trừ cho quý x thì để dấu trừ nè mở ngoặt ra px là bằng quý là bằng trừ x mũ 3 trừ x bình phương trừ 5x cộng cho 2 bước tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ ngoặt cái này bỏ ngoặt x mũ 3 cộng cho 3x bình phương cộng cho 3x trừ cho 2 còn phía này nè, có chỗ của x bao mẹt đúng không thì trước trước mẹt có dấu trừ nha. trước mẹt có dấu trừ thì đổi dấu toàn bộ bên trong có nghĩa là đổi thành dấu gì đây hay chúng ta nói thật là nhân cái dấu trừ vào trong này trừ nhân trừ thành cộng chưa trừ nhân trừ thành cộng và là cộng x mũ 3 trừ nhân trừ thành cộng là cộng x bình trừ nhân trừ thành cộng là cộng cho 5 x trừ nhân cộng thành trừ và là bằng trừ 2 được chưa trong đấu dấu nghĩa là cái này đổi thành thành cộng thành cộng thành cộng thành trừ thế thôi tiếp theo chúng ta nhóm những cái đơn thức đồng dạng với nhau thì đây có là x mũ 3 này chúng ta nhóm x mũ 3 rồi tiếp theo là 3x bình phương sẽ nhóm với x bình phương Tiếp theo là 3x nhóm với cộng 5x. Tiếp theo là trừ 2 nhóm với trừ 2. 1x mũ 3 cộng cho x mũ 3 này là bao nhiêu? 2x mũ 3 này. 1, 3x bình cộng x bình nữa là 4x bình phương. 4x mũ 2 bình phương cũng được. 3x cộng 5x là bằng 8x. Trừ 2 với trừ 2 là trừ 4. Vậy trừ 4 rồi cái luận vậy px trừ cho qx sẽ bằng gì đây sẽ bằng 2x mũ 3 cộng cho 4x bình phương cộng 8x trừ cho 4 câu cuối cùng của bài số 4 là câu C câu C để yêu cầu là tìm nghiệm của đa thức hx biết hx bằng px cộng qx thì phê x cộng của x chúng ta vừa tính sao ở câu a rồi đúng không đây này kết quả là phê x cộng của x là bằng 2x bình trừ 2x ta có này ta có h x bằng phê x cộng cho quý x này sẽ tương đương tương đương như đây h x cộng gì đây? hx bằng px cộng qx không? Tương đương hx sẽ là gì đây? hx sẽ suy ra đây, suy ra này. Sẽ bằng gì đây? Suy ra hx sẽ bằng gì? px cộng qx đúng không? Mà hq mà cái này cộng bao nhiêu? Mà px cộng qx là bằng bao nhiêu? 2x bình phương trừ 2x. Vậy hx sẽ bằng 2x bình phương này trừ cho 2x được chưa? hx sẽ bằng 2x bình phương trừ 2x do là px cộng là bằng 2x bình phương trừ x. Người ta yêu cầu là tìm nghiệm của đa thức h x. Mà muốn tìm nghiệm thì làm sao? Muốn tìm nghiệm một đa thức thì chúng ta xét đa thức đó bằng 0 hay là cho đa thức bằng 0. Thầy xét đi. Xét h x bằng 0. h x bằng 0 thì tương đương gì đây? Tương đương với 2x bình phương trừ cho 2x bằng 0. Được không? Hai bình phương trừ 2 bằng 0 thì thầy đạt 2x ra ngoài. Ở trong là còn gì đây? X trừ cho 1 bằng 0. Chưa? Đó áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng như là A nhân B này. Cộng cho A nhân C thì bằng gì? A nhân B cộng C. Nhá không? Vậy thì 2x bình phương như là 2x nhân cho 2 cộng cho 2x nhân cho trừ 2 thấy chưa thì ta đặt 2 ra ngoài này ở trong còn gì đây ở trong sẽ còn là à, cái này 2 bình phương là 2x nhân x nha nhân x nha yeah. 2 bình phương là 2x nhân x thì đặt 2 ra ngoài ở trong là còn gì còn x trừ cho 2 à, trừ cho 1 đúng không trừ cho 1 là trừ cái này trừ 1 nha Đấy không thấy bình phương được thấy rằng là, là bằng 2x nhân x, x cộng cho 2x nhân trừ 1 và nó chung gì đây chung 2x này đúng không chung gạch đích thì chưa chung gạch đích này còn lại là phần đây là phần phân tròn này thấy chưa đó gọi là 2x nhân x trừ 1 này chú ý nghe chưa ở đây là dẫn A nhân B bằng 0 thì A bằng 0 hoặc B bằng 0 này tương đương gì đây 2x bằng 0 hoặc x trừ 1 bằng 0 mà sẽ tương đương 2 x bằng 0 thì x bằng 0 chia 2 không chia bằng 0 lấy x bằng 0 nha hoặc x bằng 1 trừ 1 diễn sang phải là bằng 1 và chúng ta kết luận vậy đa thức hx có hai nghiệm là 0 và 1 vậy đa thức hx x có hai nghiệm là x bằng gì đây? bằng 0. x bằng 1. Tiếp theo là bài số 5. Bài số 5. Cho hai đa thức fx bằng cho hai đa thức fx bằng 2x bình phương cộng ax cộng 4 và gx bằng x bình phương trừ 5x trừ b ab là hàng số tìm các hệ số ab sao cho f1 bằng g2 và f trừ 1 bằng g5 AB là hàng số nghĩa là AB là cái số bình thường này cho họ số 1, số 2, số 3 gì đó là hàng số rồi bây giờ chúng ta khai thác này hai ấy ấy thứ nhất là f1 bằng g2 ấy thứ hai là f trừ 1 bằng g5 ta có nè ta có f1 bằng g2 có nghĩa là chúng ta thay giá trị 1 vào x bằng 1 vào f1 và x bằng 2 vào gx được chưa? Thì f1 sẽ bằng g2. Cái này sẽ tương đương gì đây? f1 thì chỗ nào có x bằng 1. Và đáng đây là 2 nhân cho 1 bình phương, đúng không? 2 nhân 1 bình phương cộng cho a nhân 1 cộng cho 4. Đây chính là f1 g2 có nghĩa là chỗ nào có x thay bằng 2 và là bằng 2 bình phương. Trừ cho 5 nhân 2. Trừ cho b. Được chưa? Thu gọn lại nữa nha. Một bình phương là 1 nhân 2 là bằng 2 nè. A nhân 1 là bằng 1 cho nó cộng cho A. Cộng cho 4. 2 bình phương là 4. 5 nhân 2 là 10. Thêm dấu trừ là trừ 10. Được chưa? trừ cho b. Rồi chúng ta tiếp tục nè. Chúng ta thấy là 2 cộng 4 bằng 6 giờ 6 cộng a này, bên trái là 6 cộng a. Cái này là 4 trừ cho cho 10 thì bằng này. Trừ 6 này cộng tiếp cho b. Tiếp tục chúng ta tương đương gì đây. Chúng ta chuyển cái này là trừ b chưa? Trừ b trừ b. Đúng không? Trừ b mà chuyển trừ b sang bên trái là a cộng b chuyển um, 6 sang bên phải là trừ 6 trừ 6 với trừ 6 là trừ 12 vậy là a cộng b bằng trừ 12 đây là phương trình số 1 này đó nha yeah. cái gì là mẫu đây thứ hai là f trừ 1 bằng g 5 thì chỗ nào có x thì chúng ta thay bằng chỗ fx á. chỗ nào có x thay bằng trừ 1 còn chỗ nào của g chúng ta thay bằng x chúng ta thay bằng mấy bằng 5 này tương đương như đây f 1 thì chúng ta thấy x bằng trừ 1 ở chỗ này là bằng 2 nhân cho trừ 1 tất cả bình phương này cộng cho a nhân cho trừ 1 cộng cho 4 Được chưa còn g5 thì chỗ nào có x thay bằng 5 chỉ có 5 bình phương này trừ cho 5 nhân cho 5 được không? Trừ cho B 5 x 5 trừ B Mà sẽ tương đương như đây Trừ 1 tất cả bình phương là bằng 1 1 x 2 là bằng 2 nè A nhân 1 chính là trừ A Cộng 4 Sẽ bằng 5 bình phương là 25 25 Trừ 5 x 5 là trừ 25 luôn Trừ cho B Tiếp tục chúng ta gom lại nè 2 cộng 4 bằng 6 6 trừ A. 25 trừ 25 bằng 0, bằng trừ B. Vậy cái này tiếp tục chúng ta tương đương như vậy. Chúng ta chuyển, à, à chúng ta nhân hai vế cho trừ 1 hay là chuyển, à, nhân hai vế trừ 1 đi. Thì ta có là B bằng gì đây? Nhân trừ 1 cái này thành bằng B chưa? Nhân trừ 1 cái này đảo chiều thành này gì đây? A trừ mấy? A trừ 6, đảo thành A trừ 6 ngay chưa? Đó nhân hai với trừ một cái này trừ b nhân trừ một là bằng b cái này nhân thêm trừ một là bằng trừ sáu cộng a nghĩa là a trừ sáu này là số 2 được chưa bây giờ chúng ta thay hai vào vào đâu vào một là sao bởi vì một là a cộng b bằng trừ mười hai còn cái này là b bằng a trừ sáu thì chúng ta thay hai vào một thôi hai hai vào một ta được gì đây 2, 2 và 1 ta được như này. A cộng B bằng trừ 12. Thì giờ chúng ta thay B bằng A trừ 6 đúng không? B bằng A trừ 6 này. Thì B thay bằng A trừ 6. Vậy thì cái này A đi. B thay bằng A trừ 6 là cộng cho A trừ 6. Bằng trừ 12. A cộng A là bằng 2A. Trừ 6 chuyển sang phải là bao nhiêu? Thì A trừ 6 đi. Tự cũng được. 2A trừ 6 bằng trừ 12. Chậm chậm này tiếp tục này 2a bằng gì đây a cộng a trừ 6 là bằng trừ 12 a cộng a là 2a trừ 16 trừ 12 vậy là 2a sẽ bằng bao nhiêu trừ 12 cộng 6 là bằng bao nhiêu trừ 12 cộng 6 ghi chậm chậm luôn này trừ 12 cộng 6 luôn đó mà tương đương như đây 2a bằng trừ 12 cộng 6 nghĩa là có 6 mà thiếu 12 là còn thiếu 6 này vậy thì 2a bằng trừ 6 thì a sẽ bằng trừ 6 chia 2 bằng trừ 3 a bằng trừ 3 chúng ta tính luôn b b là bằng a trừ 6 đúng không b bằng a trừ 6 b bằng a trừ 6 này vậy thì b sẽ bằng a trừ 6 nghĩa là bạn trừ 3 trừ cho 6 là bạn trừ 9 được chưa b bằng trừ 9 vậy đề yêu cầu là tìm các hệ số ab chúng ta trả lời thôi trả lời nha kết luận là vậy a bạn vậy thì a bằng trừ này b bạn trừ bài cuối cùng bài 6 cho tam giác abc vuông tại a có ab bằng 6 cm ac bằng 8 cm chúng ta vẽ tam giác abc này độ dài ac là bằng 8 cm ab là bằng 4 cm tam giác ABC AC bằng 8 cm bác nha. Vẽ AC trước nè. 2 3 4 ngô được chưa? Rồi chúng ta vẽ cạnh AB này. AB vuông góc với AC nha. 1 2 1 2 3 chỗ này. Rồi tam giác ABC. Đây là vuông chưa? Vuông tại A này đây là C đây là B chúng ta nối lại nối B với C lại độ dài đoạn AB là bằng 6 này AC bằng 8. rồi câu a câu a là đề yêu cầu là gì đây câu a đề yêu cầu là tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC Đầu tiên ta tính độ dài cạnh BC trước nè. Tam giác ABC vuông tại A thì theo định lý Pythagor ta có là BC bình phương sẽ bằng AB bình phương cộng AC bình phương, có nghĩa là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông đó. Theo định lý câu A này, câu A theo định lý. Theo định lý Pythagor. Theo định lý Pythagor trong tam giác ABC vuông tại A ta có ta có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông nghĩa là BC bình phương sẽ bằng là AB bình phương cộng AC bình phương AB là hai cạnh của góc vuông đúng không? Được chưa? ABC là hai cạnh góc vuông. BC bình phương thì bằng mấy đoạn tính đúng không? Đoạn tính BC bình phương này. Còn AB thì bằng mấy? Bằng 6. AB bằng 6 nha. AB bằng 6 vậy AB bình phương sẽ là 6 bình phương này. AC bằng 8 vậy AC bình phương là 8 bình phương. Ta ghi lại BC bình phương sẽ bằng 6 bình phương là 36. 8 bình phương là 64. Vậy là BC bình phương sẽ bằng như đây. 36 cộng 64 là 100. Vậy BC sẽ bằng căn bậc 2 của 100. Căn bậc 2 100 Vậy BC ngoái, bằng mấy? Bằng 10 cm. BC bằng 10 cm. D câu A thì còn có hai ấy đúng không? Còn ấy nó là chu vi tam giác ABC. Thì chu vi tam giác ABC thì BC thì bằng tổng ba cạnh cộng lại có nghĩa là lấy cạnh AB cộng cạnh AC cộng cạnh BC. BC là bằng 10 cm rồi nha, được chưa? Ấy tiếp theo là chu vi. Chu vi tam giác ABC là chu vi tam giác ABC có nghĩa là hai phê đó chưa đúng không là hai phê chu vi tam giác ABC là hai phê thì bằng AB cộng AC cộng cho BC. AB thì 6 cm, AC là 8 cm, BC là 10 cm. Vậy là 6 cộng 8 cộng 10 là bằng bao nhiêu? Bằng 10 18 đúng không? 18 cm. Đơn vị của chu vi là cm nha Do đây là cạnh cm mà. hả cái này à, 6 với tấm 14 14 10 là 24 chưa 24 24 cm được chưa nhớ chưa đó 6 cạnh 8 14 14 với 10 là 24 24 đó. vậy câu A thì BC là bằng 10 cm còn chu vi của tam giác ABC là 24 cm tiếp theo là câu B câu B này Câu B Câu B thì này. Đường phân giác của góc B Các cạnh AC A, tại D Đường phân giác góc B Phân giác góc B Đây, phân giác góc B này Thì cái góc này bao nhiêu độ đây? Góc này là 50 uh, 10 20 30 40 50 52 đúng không? 52 độ. Thì chúng ta chúng ta lấy phần gió thì chúng ta lấy 25 độ này, đúng không? Tính từ 0 đây này. 0 10 20 25 được rồi. Đúng không? Chỗ này là 25 này. Đó, đây chính là phần gió. Sau đó chúng ta nối lại nè Đó, đây chính là phần gió phân giác thì của góc B thì hai góc bằng nhau nha, góc này chính là B1, góc này B2 đi, được không? Đó, hai cái này bằng nhau, góc B1 bằng góc B2. Đường phân giác, đường phân giác ở đây, đường phân giác của góc B, các cạnh AC tại tại D nha, đây là D này, điểm D này. Tiếp theo là chúng ta vẽ DH vuông góc BC. GH vuông góc BC. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC. Rồi, chỗ này. Chỗ này chính là GH này, này vuông góc nha. H thuộc BC. Điều cầu là chứng minh chứng minh tam giác ABG bằng tam giác HBG, tam giác A b gì đúng không? Bạn tam giác HBJ. Hai tam giác này chúng ta thấy là có góc vuông cho, đúng không? các vuông bằng nhau này. Hai con này bằng nhau này. Thứ hai là có gì đây? Có BJ là cạnh chung. Thứ ba là có góc B1 bằng B2. Vậy thì cạnh BJ chính là cạnh quyền đúng không? Còn góc này góc B1, B2 chính là góc nhọn và hai tam giác bằng nhau trường hợp là cạnh quyền góc nhọn và là xong câu b rồi đó câu b câu b thì chúng ta xét xét tâm giác xét tâm giác ABG và tâm giác HBG xét tâm giác ABG này ABG và tâm giác HBG có có gì đây Thứ nhất là có gì đây? Góc B A D bằng góc B H G. Góc B A G này. B A D nha góc B H Bằng góc B H G. Và nó bằng 90 độ chưa? Được chưa? Cái này là do gì đây? tam giác ABC vuông tại A và BH BGH e, vuông góc với BC. Hãy chúng ta ghi giao giả thiết được rồi. Tiếp theo này là góc B1 bằng góc B2. B1 bằng góc B2. Lý do là gì đây? B1 bằng B2 lý do là BG là phân giác qua đây của góc gì? Góc B. BJ là phần giác của góc B. Rồi tiếp theo là cạnh cái đoạn cạnh BJ này, cạnh BJ là cạnh chung. BJ là cạnh chung. Được chưa? Vậy hai tam giác là bằng nhau trường hợp là cạnh quyền góc nhỏ. Vậy thì hay là suy ra vậy đi, vậy tam giác ABG sẽ bằng tam giác là HBG trường hợp là cạnh quyền góc nhọn cạnh quyền góc nhọn giờ. điều phở chứng minh điều phở chứng minh tiếp theo là câu C Câu C thì điều yêu cầu là chứng minh GA nhỏ hơn GC. Chứng minh cái đoạn GA này giờ này đúng không? GA này nhỏ hơn GC, thấy chưa? GA nhỏ hơn GC. Thì chúng ta để ý nè chúng ta có tâm giác ABJ bằng tâm giác gì? HBJ. Từ đây chúng ta suy ra được là GA sẽ bằng G gì? GH. Cạnh tương ứng đúng không? GA bằng GH này. GA sẽ bằng GH, được chưa? là hai cạnh tương ứng. Bây giờ chúng ta xét tam giác GHC uh, đúng không? GHC là tam giác vuông chưa? GHC là, là tam giác vuông. Thì cái GC ở đây? GC lớn gì hết? Trong tam giác vuông thì cạnh quyền luôn lớn cạnh góc vuông, gọi là GC lớn gì hết? không? Do GC là cạnh quyền của tam giác GHC. Mà chúng ta có là VA là bằng VH mà GC lớn gì hết thì VA sẽ lớn gì? GC lớn gì là sao? Rồi, câu C này. Câu C đều yêu cầu là chứng minh G a lớn G a bán GC. Đó. Thì uh, từ câu B từ từ câu B nghe chưa? Từ câu B. Tâm giác A B G bằng tâm giác HBG thì từ đây sẽ ra được là GA nó sẽ bằng GH được chưa do là cạnh tương ứng được chưa GA bằng GH ờ. tiếp tục này xét tam giác, vu. giác vuông tam giác vuông bây giờ tam giác vuông GHC Xét tam giác vuông GHC thì cạnh GC lớn hơn cạnh GH, lý do là GC là cạnh huyền. Xét tam giác vuông GHC có này. GC lớn hơn GH. Đấy chưa? Xét tam giác vuông thì GHC có GC lớn hơn GH, lý do là GC là cạnh huyền. Cạnh huyền lúc, lúc nào cũng lớn hơn cạnh góc vuông, thấy chưa? Cạnh huyền thì lớn hơn cạnh góc vuông cái này chúng ta ghi số 1 đi cái tay ghi số 1 được chưa cái này ghi số 1 nha là số 1 này số 1 nha rồi cái này ghi số 2 được không GA thì bằng GH mà GC lớn GH do đó thì từ 1 2 C ra GC lớn hơn GA từ 1 2 C ra GA sẽ lớn uh, sẽ bé hơn hay là GC đi GC lớn hơn gì gì a GC lớn hơn gì a hay là d a nhỏ hơn GC là như nhau à vậy kết luận giờ vậy GC lớn hơn d a đều phải chứng minh bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng cảm ơn các em đã theo dõi hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo chào tạm biệt các em